Chào mọi người ha, hôm nay là buổi số 9 trong hành trình cải thiện phát âm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn phát âm qua truyện trên. Lịch live của mình là 12 giờ trưa, thứ hai, thứ tư và thứ bảy. Nhưng mà tuần này là mình bù cho tuần nghỉ Tết, cho nên mình live full tuần từ thứ hai cho đến thứ bảy luôn ha mọi người. Mọi người tham gia nhóm của mình để nhận tài liệu và học thử 24 giờ, gửi bài ghi âm, mình sửa bài ghi âm cho mọi người ha. Rồi hôm nay mình sẽ học tiếp theo bài Spring phần số 2. Mình đọc bài trước nha. Children receive lucky money from their grandparents and parents. They visit their relatives and travel or travel. Tet is an occasion when the family gathers together and shares their stories in the previous year. For Vietnamese, Tet has a sentimental value. Mọi người muốn dịch nghĩa của nguyên cái đoạn này thì mọi người vào trong kênh TikTok của mình xem truyện chêm, thì mình có giải thích nghĩa của những cái cụm từ trong đây ha. Còn cái này mình chỉ hướng dẫn phát âm thôi. Hôm nay giọng của mình nó vẫn còn bị khàn khàn á, với lại mình hay bị hụt hơi, cho nên là cái việc mà truyền tải cái thông tin cho các bạn nó cũng sẽ gặp một số khó khăn. Mình copy nó nhầm, cho nên là cái chỗ này mình bỏ ha. Mọi người cho mình xin 2 phút nha, mình chỉnh cái này lại. Cảm ơn Michu đã chia sẻ livestream giùm chị nha. Mình copy cái này xuống, cái rồi mình bắt đầu ha mọi người. Ok, rồi xong. Bây giờ mình vô câu đầu tiên. Children. Từ đầu tiên là từ children. 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 Children, ở đây mình có hai từ, hai vần ha. Children. Children, mình có hai vần. Vậy thì ở đây mình có cái dấu như dấu chấm ngăn cách vần với nhau nè. Một cái dấu chấm như vậy thì nó sẽ ngăn ra làm hai vần. Vậy mình có là children. Children. Dấu nhấn âm rơi vào vần đầu tiên, cho nên mình sẽ lên giọng ở vần đầu tiên. Mình có phụ âm tờ sờ. Âm tờ đẩy đầu lưỡi, cong đầu lưỡi chạm mặt trong của răng cửa hàm trên, bật xuống. Nhưng mà bây giờ ráp với chữ sờ, ráp với cái âm sờ nên mình ăn gian, mình cong vô phía sau luôn. Mình không có bật xuống theo chiều xuống mà mình cong lại. Chào bạn Mỹ nha, chào Bình nha. Rồi, âm sờ thì mình sẽ cuộn, cong lưỡi về phía sau, đầu lưỡi không chạm vào vòng miệng. Vậy thì tờ với sờ nó sẽ kết hợp lại là... Rồi, âm y ngắn. Y ngắn thì hôm trước chúng ta đã học về cái IPA chúng ta học rồi. Đó là âm không tròn âm y. Vậy thì mình sẽ hơi căng khóe miệng qua hai bên một xíu xíu và đọc nó hơi nghe giống giống như âm e. Nó không có tròn ra âm y ha. Âm trò với âm y là chi chi chi. Âm l thì mình cong đầu lưỡi lên. Mình ráp lại là chill. Nâng một tông giọng lên tại vì dấu nhấn ở đây. Chill, chill. Rồi ở đây mình có tổ hợp phụ âm dr. Thì khi thấy tổ hợp phụ âm, mình sẽ bắt cái đứa bên tay phải ngoài cùng ráp với lại cái nguyên âm để nó thành một cái vòng. Còn những cái đứa còn lại là cái âm đệm. Vậy r, e, n là rần. Cái âm đệm là âm d, drần, drần, drần. Vậy chữ này nó sẽ là, đọc là children, children, children. Chào Châu nha. Children. Rồi. Nhận, receive.
Receive. Receive. Các bạn mới xem live của mình, liên hệ với các bạn kiểm duyệt để vào nhóm ha. Chúng ta học thử 24 giờ nha. Receive. 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 Từ này mình nhấn âm ở vần số 2. Receive. Khi mà hai vần á, nhấn âm ở vần 2 thì hai cái vần nghe có vẻ nó ngang ngang nhau. Receive. Ở đây mình có hai âm y xuất hiện. Âm y phía trước là âm y ngắn. R với y là re re re. Âm r cuộn tròn đầu lưỡi. Đầu lưỡi không chạm vào vần miệng ha. Re re re. Hạ giọng xuống. Re. Âm s là âm căng miệng. Thẳng đầu lưỡi ra. S. Âm y có dấu hai chấm làm y dài. Căng miệng thẳng đầu lưỡi ra. S. Sorry. E. E. Đọc rõ âm y ra. So với y là c c. Âm v, v. Hai răng cửa hàm trên chạm nhẹ vào môi dưới, đẩy luồng hơi cổ họng rung. V. Sieve. Nâng một tông giọng lên. Sieve. Receive. Receive. Rồi may mắn. Cái từ lucky money là tiền lì xì á, nhưng mà mình sẽ tách tụi nó ra là lucky với là money, mình phân tích riêng. Tại vì trong từ điển không có cho để hai cái chữ này chung với nhau, không có phiên âm. Lucky. 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 Lucky là có hai vần. Mình có một cái dấu cách vần ở đây. Một dấu chấm nó sẽ ngăn ra làm hai vần. Nó sẽ ngăn ra được làm hai vần đúng không nè? Lucky. Vậy bây giờ mình phân tích dấu nhấn nó nằm ở vần đầu tiên. Âm L cuộn đầu lưỡi. Chạm vào mặt trong của răng trên, đọc ồ ra. Ồ. Âm dấu... âm vờ ngược này á, là âm a với âm ớ lai lai á. Hai đứa này nó lai với nhau, nó là âm ngắn. L với ớ là l. Âm k nâng góc lưỡi bật ra. K, luck, luck, luck. Âm y. Y có dấu chấm này á. Y, y mà có dấu chấm trên đầu này á, là âm y tròn âm y. Nhưng mà nó không kéo dài. Tại vì dấu nhấn không có nằm ở chỗ đó. Không có dấu hai chấm cho nên không kéo dài. Lucky, lucky. Kéo cái âm k này qua âm y luôn. Lucky, lucky. Chào bạn Vi Vân Nguyễn nha. Rồi, tiền, money. Các bạn không không đọc là money nha. Money. 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 Tương tự nó cũng có hai vần ha. Money nó có một cái dấu cách âm ở đây, cách vần ở đây. Money. Vậy mình âm M mình mím môi, âm ớ nè. M với ớ là M. Âm N. À, nén cái đầu lưỡi lên trên vào miệng, đẩy hơi rằng mũi. Mơn, mơn. Nói qua âm y này luôn. Nì, money, money, money. Rồi tiếp theo from. From thì nó có cái âm F á, cho nên là mình cũng phải đẩy hơi cái âm F ra. From. 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 Phờ phờ rờ. Ở đây mình có tổ hợp phụ âm phờ phờ rờ. Thì cái đứa bên tay phải ngoài cùng mình ráp với nguyên âm ở phía sau để mà ráp thành một cái vần. Còn cái nguyên âm phía trước đó là nguyên âm đệm. Vậy mình đọc là R, A, M là ROM. Nói âm phờ vô là from, from, from. Rồi, there. There này hôm qua có cái phần phát âm đó, chúng ta cũng đã có. À, chúng ta cũng đã có cái chữ T này rồi. There. 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 Mình không đọc là đe đe ha, không phải là đe đe của tiếng Việt ha, mà nó có cái âm R tận cùng á. Vậy thì âm R mình sẽ cuộn tròn lưỡi, đầu lưỡi không chạm vào vòm miệng, nó lơ lửng ha. There. There. TH đưa lưỡi chỗ nhọn của đầu lưỡi ra giữa hai hàm răng, đẩy luồng hơi ra. There. There. Rồi, grandparents. Ông bà cha mẹ mà có S này á, là cả hai người. Còn nếu như không có S là một trong hai người ha. Grandparents. Grandparent. Grandparents. Grandparent này á, nó nhấn vần số 1 đúng không nè. Grandparents nhấn vần 1. Grand, grand. Rồi ở đây mình có tổ hợp phụ âm GR. Thì cái đứa bên tay phải ngoài cùng ráp với làn nguyên âm kế bên để tạo thành một cái vần chính. Còn cái đứa còn lại nó là cái âm đệm. Vậy là R, E, N là grand. Nói vô âm G là grand, grand, grand. Nâng một tông giọng lên. Grand, grand, grand. P với
E là pair, pair với âm R, cong lưỡi là pair. E, N là an, bật tờ là ant. Nói âm R qua bên đây luôn, âm R qua chỗ này luôn là runt. Grandparent, grandparent. Vậy thì từ parent nó cũng tương tự như vậy thôi ha. Rồi mình đọc lại nè. Children, receive, lucky, money, from, their, grandparents. Chỗ này thêm âm sờ vô thì mình đọc là tờ sờ âm cuối ha. Tờ sờ, grandparents and parents. Rồi vậy thì trong cái từ này cái chữ nào nó cũng quan trọng. Thì chữ nào quan trọng mình sẽ tô màu, tô đậm nó lên. Children receive lucky money from their grandparents and parents. Còn những cái đứa mà mình không có tô đậm á, thì có nghĩa là mình có quyền lướt. Thay vì là from, thì mình có thể dùng cái dạng yếu, cái dạng lướt của cái chữ from này. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với mọi người cái dạng yếu của cái chữ from ha. Khi mà mình đọc, mình không có nhấn mạnh nó thì mình không có đọc là âm A, mà mình đọc là âm Ơ. Âm Ơ mình lướt qua luôn. From. Rồi there and. And. Thì nếu như mà mình lướt cái chữ and này, mình bỏ luôn cái âm R cũng được. Không sao, mình đọc and thôi cũng được. Giống như chữ N á. Nè, cái chữ and này nó có đến 3 dạng để mình đọc luôn á nha mọi người. Đây, mình có 3 dạng. Strong là and. Dạng weak là and. Và nếu mà lướt nữa gọi là and. Mình bỏ cái âm giờ này luôn cũng được, không sao cả ha. Đuôi tờ sờ thì đọc là tờ sờ bạn, không có tờ sờ đọc là sờ. Sờ khác tờ sờ khác chứ. Quan trọng là mình luyện đọc cho được thôi. Còn mấy cái âm đó người ta kêu bỏ là tại vì lướt cho nó lẹ. Còn nếu mà mình muốn đọc cho nó đúng, cho nó chuẩn thì mình không bỏ, thì mình phải đọc cho nó đúng ra là tờ sờ chứ. Mình đâu có bỏ chỗ này được. Rồi, bây giờ mình đọc lại nha. Chữ nào đậm thì mình sẽ đọc rõ, chậm và cao giọng. Còn những cái chữ mà không đậm thì mình sẽ lướt hạ giọng và lướt nhanh qua. Children receive lucky money from their grandparents and parents. Tờ sờ ha, chỗ này tờ sờ. Nếu mà bạn đọc nhanh thì nó sẽ là sờ. Nhưng mà nếu mà đúng thì bạn phải đọc là tờ sờ. Rồi, tiếp theo. They. Từ này ngày hôm qua trong cái phần học IPA mình cũng đã có hướng dẫn mọi người rồi. Nó có một cái they. Nguyên âm đôi đúng không nè? A, they. TH đưa lưỡi ha, cổ họng rung. E với Y thì đọc căng miệng âm E, hạ miệng ha, hạ miệng một nốt đọc âm E. Còn âm Y thì giật cái hàm của mình lên, không có há hàm nữa. A. Đọc tờ cứng là khi nó đứng một mình em. Khi nó đứng, nó không có đứng sau chữ sờ, thì nó đọc là âm tờ cứng. Rồi, chỗ này mình đọc là they. They, nhớ là E, Y nối qua ha. E rồi nối qua Y. They. Rồi từ tiếp theo, visit. Visit. Âm sờ chỗ này nè. Âm sờ cái chỗ này á, người ta sẽ đọc là cái âm Z ha. Chỗ này là âm Z nè. Đó. Rồi. Còn cái dấu chấm này nè, là nó ngăn cách hai vần ra với nhau. Vậy thì mình nhìn vô dấu chấm, mình thấy một dấu chấm thì mình biết cái từ này nó có hai vần. Visit. Cái này là dấu nhấn âm, nó sẽ nằm ở vần đầu tiên, cho nên mình lên một tông giọng. Âm V nè, V với Y là V, âm Z vô viz, âm Y này là ngắn là it, Y với T là it, visit, nói âm Z này qua, visit. Chữ T ở trên có rồi, mình không nói lại nha. Relatives này mình bỏ chữ sờ, mình để nó nguyên mẫu một xíu nữa, mình thêm chữ sờ vô. Mình dùng từ điển Cambridge. Relative. Mình dùng từ điển Cambridge. Relative. Từ này gồm có 3 vần. Tại sao mình biết 3 vần? Nó có 2 cái dấu chấm. 2 cái dấu chấm ở đây là gì? Là 2 cái dấu ngăn cách vần với nhau á. 2 dấu chấm thì có 3 vần ha. 2 dấu chấm 3 vần, dấu nhấn nằm ở phần đầu tiên. Bây giờ mình phân tích âm R cuộn đầu lưỡi. R với E căng miệng. E là căng miệng.
R cuộn đầu lưỡi. R với N là re. Âm L đẩy đầu lưỡi. Rel, rel. Âm ơ, há miệng. Rất là thoải mái luôn. Đọc ơ bình thường, ngắn thôi. Ơ. Âm tờ này có cái dấu nhúng ở dưới cái đuôi là mình đọc qua là D. D với I là G. Âm V, V. Để hai răng cửa chạm môi dưới, đẩy luồng hơi cổ họng rung. Div, div. Nói âm L này qua. Nói âm L này qua L này luôn. Nói qua chữ ơ luôn. Relative, relative, relative. Rồi, khi mà thêm S vào á, thêm S vào đây, thì tận cùng á, mọi người nhìn vào cái âm V này là tận cùng. V, cổ họng rung, có nghĩa là âm hữu thanh. Thì nó sẽ đi chung với âm hữu thanh, đó là âm Z ha. Vz, vz, vz. Relatives, relatives, relatives. Rồi cái chữ O, O là một cái liên từ thì chúng ta hoàn toàn có thể đọc cái dạng quick, cái dạng lướt của nó ha. Đây, nó sẽ có hai dạng strong và weak. Những cái đứa nào nó không có quan trọng á, thì nó trong từ điển nó sẽ có luôn hai cái dạng là strong và weak. Nếu mà dạng strong mình đọc là âm O. Âm O có dấu hai chấm làm O dài tròn môi. Âm R cong lưỡi lên. Or, or, or. Nhưng mà cái dạng weak của nó là âm ơ hơi nhấc đầu lưỡi lên một xíu. Ơ, ơ, ơ. Nhẹ xíu thôi. Mình chỉ hướng dẫn những cái gì có xuất hiện ở trong bài của mình thôi bạn ơi. Còn mình giải thích mấy cái đó cho bạn. Nó sẽ đi lạc đề những cái bài này của mình ha. Gặp thì bạn cứ theo dõi đi. Khi mà có xuất hiện cái đó thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn. Xuất hiện cái lượng cái kiến thức nào thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái kiến thức đó nha. Rồi, or, vậy thì chỗ này mình sẽ dùng cái dạng weak, mình sẽ dùng cái dạng yếu ha, tại vì thường mấy cái liên từ này á, trừ khi mình muốn nhấn mạnh một cái gì đó thôi, còn nếu không mình cứ lướt qua, mình dùng cái dạng weak. Rồi tiếp theo cái từ travel. 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 Rồi, ở cái từ travel này á, thì nó sẽ có hai vần. Và cái cách viết á, thì mọi người cũng phải lưu ý một xíu xíu. Tại vì á, tận cùng nó là cái âm L này. Thì ở trong từ điển á, người ta khi mà người ta giải thích cái phiên âm xong á, người ta sẽ có cái phần ghi là hai chữ L hoặc là một chữ L như thế này nè. Ở trong từ điển CAM á, thì mọi người nhìn nè. Hai chữ L này có nghĩa là gì? Khi mà thêm in vào ngay chỗ travel á, thì nó có thể là hai chữ L. Còn nếu mà US có nghĩa là bên Mỹ á, thì người ta chỉ dùng một chữ L thôi. Có nghĩa là gì? Khi mà UK á, bạn dùng là travel, ED hoặc là traveling thì hai chữ chữ L. Nhưng mà nếu mà US là Mỹ á, thì bạn có thể dùng như thế này là traveling hoặc là traveled. Đó. Một chữ L thôi. Thì cái tác dụng của hai cái L với một chữ L như vậy là để cho các bạn biết không có sai chính tả. Rồi, cái từ travel này ở đây mình có hai phần. Bằng chứng là có một cái dấu cách vần ở đây nè. Một cái dấu cách ra thì nó sẽ có hai vần. Âm tờ R. Tờ R thì mình sẽ bật âm tờ xong cuộn lưỡi âm bật âm tờ, cuộn lưỡi âm R. Hai đứa kết hợp lại với nhau. Tuy hai mà một, tuy một mà hai. Không phải tờ, không phải R, không phải R mà nó là tờ R kết hợp. Âm E này là E bẹt, hạ miệng ba nấc giống như âm A. Hơi hai khóe miệng hơi căng qua hai bên một xíu, đọc âm E. A, 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 lưỡi đè xuống ha. Tờ R với E là tra, tra, tra. Âm V, để hai răng cửa chạm môi dưới. V, trav, trav. Luyến cái âm V qua đây luôn. Ơ với O, Ơ với âm L là O. Vô, travel, travel, travel. Right. They visit relatives or hoặc là travel. Right. Mình sẽ tô đen những cái đứa mà nó quan trọng ha. Còn những cái đứa còn lại mình có quyền lướt. They visit their relatives and travel or travel. They visit their relatives or travel. Rồi Tết là Tết thôi, nhớ bật âm tờ ra tại vì mình đang nói tiếng Anh, mình không nói Tết Tết ha. Tết, Tết. Rồi cái từ occasion.
Dấu chấm là cách vần ra đấy em, để cho những người mới học có thể phân biệt vần và từ đó thì dễ phát âm hơn thôi. Occasion. 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 Cái từ này occasion ở đây có một dấu nhấn âm và là có hai vần, thêm cái dấu chấm này nữa là có ba vần ha. 1 2 3, ba vần. Ơ. Chữ này chữ ơ, há miệng rất là tự nhiên thoải mái, đọc ngắn thôi. Ơ ơ ơ. Âm ca nâng gốc lưỡi cổ họng không rung. Nguyên âm đôi e với y, đọc e xong chuyển qua y trong một hơi. A a a. Chúng ta để cái giữ giữ cái luồng hơi chỉ chuyển khẩu hình thôi ha. A với A là K, nâng một tông giọng lên tại vì chỗ này dấu nhấn nè. K, ok, ok. Âm này là âm J, khu miệng tròn, cong đầu lưỡi, bật ra, cổ họng rung. J, 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 J với Ơ là J. Ơ với N, occasion, occasion. Occasion. Rồi tiếp tục family. Family này theo từ điển Cambridge mà mình tra, mình đang tra bên US nha, là bên giọng Mỹ nha, là ba vần. Còn các bạn mà tra ở đâu đó có hai vần á, thì các bạn tra thôi. Nhưng mà theo từ điển của mình á, là đang là ba vần nha mọi người. Mình nói kỹ nha, tại vì những cái chữ này á, gây tranh cãi rất là nhiều. Cho nên là mình không có muốn là cái sự cố đáng tiếc xảy ra mà nhào vô nói sai này sai nọ. Cho nên mình nói rõ là từ điển này là từ điển Cambridge, mình đang tra là bên US. Các bạn không tin các bạn cứ tra lại nha. Ở đây mình có hai dấu nhấn âm nha, hai dấu cách vần, có nghĩa là nó có ba vần đúng không nè. Rồi, âm F nè, hai răng cửa chạm môi, đẩy hơi cổ họng không rung. E bẹt, mở miệng hạ ba nấc, rộng ra giống như âm A, nhưng mà hai khóe miệng hơi dẹt qua đọc âm E. F với E là fa, âm M mím môi là fan. Nâng một tông giọng tại vì dấu nhấn fan. Luyến âm M qua thành ơ, M. Âm L cong đầu lưỡi, M. Âm Y luyến qua luồng lề, family, family, family. Rồi, tiếp theo từ gather. Gather này mình bỏ chữ S ha. Mình lấy nguyên gốc của nó xíu thêm chữ S vô sao. Gather. 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 Ở đây mình có một cái dấu cách vần, có nghĩa là nó có hai vần đúng không nè. Âm G nâng cao gốc lưỡi giống như âm K, nhưng mà lúc này cổ họng rung. G, G, G. Âm E, âm E bẹt, hạ miệng ba nốt giống như âm A, bẹt cái hai cái khóe miệng ra giống như âm E vậy đó. A, A, A. Tại vì cái đứa này là cái đứa con lai giữa A với E, cho nên mình đọc nó hơi khó. G với A là G, thêm âm D vô đưa đầu lưỡi ra giữa hai hàm răng. Gaz, nâng cao một tông giọng. Gad, âm ơ này hơi nâng cái đầu lưỡi lên xíu tại nó có cái đuôi này nè. Gather, gather, gather. Rồi tiếp. Together. Together, together là có ba vần đúng không nè. Together, ba vần. Together, together. Ở đây mình có một cái dấu nhấn nè, một cái dấu nhấn với lại một cái dấu cách vần, cho nên nó có ba vần. Rồi phân tích từng vần, từng vần. Tờ với ơ là tờ, mình đọc là tờ, lý do nó không có dấu nhấn cho nên mình đọc hạ xuống một tông giọng là tờ. G với e là ge, thêm âm đờ vô là the, là gaz, nâng cao lên gaz. Âm ơ này nâng nhấc cái đầu lưỡi lên chút. The, together, together. Chào Thảo nha. Rồi. Sorry nha, cái chữ gather này hồi nãy thì quên thêm s. Thêm s vào nguyên âm á, khi thêm s vào nó sẽ đọc là âm z nha. Gathers. Rồi tiếp theo cái từ share. Share, bây giờ mình để nguyên gốc trước, chút nữa mình thêm s vào sau nha. Share. 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 Cái chữ sờ hờ á, thì mình sẽ đọc là cái âm âm sờ nặng hoặc là sờ cong lưỡi, mình thường gọi là âm sờ nặng ha. Hoặc là cong lưỡi lên á, thì cái khuôn miệng lúc này của mình nó sẽ tròn như thế này. Mình cong đầu lưỡi giống như âm R, đầu lưỡi không chạm vào vòm miệng, đẩy luồng hơi thật mạnh ra 800% công lực luôn. Sờ với E là share, cong đầu lưỡi âm R là share, share, share. Vậy khi mà thêm S vào á, khi thêm S vào chỗ này thì ở đây E với R,
ever là các bạn sẽ đọc là z nè, shares, stories, nguyên gốc của nó làm y dài. Bây giờ mình sẽ để em y dài nha, rồi chút nữa thêm s vô sau. Story. Âm tờ lúc này là âm tờ cứng, lý do là nó đang đứng xăm sờ. Cho nên mình không có đọc là story. Đọc xong cái đó đứt hơi xỉu. Story. Nhẹ nhàng hơn nhiều đúng không? Vậy thì ở đây mình có stutter. Thì mình sẽ ráp nè. Âm sờ để đó. Khoan chơi với nó. Bây giờ mình đọc là tờ với o nè. Tờ với o trước. Công lượng âm o là âm tròn miệng. Khu miệng rất là tròn luôn. O tròn như quả trứng gà đó. Xong rồi cong lưỡi âm R lên. Or. Tờ với O là tour. Tour. Thêm âm sờ vô cứng âm tờ lại. Store. Nối âm R qua đến qua luôn cái chữ R này luôn. Bắt đầu qua luôn. Ray. Story. Thêm S vô thì đọc là âm Z thôi. Âm Z thôi tại vì chỗ này là nguyên âm nè. Khi thêm S vào thì mình sẽ rút y dài lên thành y ngắn. Thêm S vô. Rồi, tiếp theo cái từ previous. Previous. Hôm qua các bạn học, các bạn nhớ cái chữ prepare không? Nó có cái âm br đó, hơi khó đọc xíu ha. Ở đây mình có hai cái dấu cách vần, vậy có chứng tỏ là nó có hai, ba vần đúng không? Hai dấu thì ba vần, br nè. Vậy âm b để đó, chơi mình đi. Bây giờ âm r với âm y là re. Âm bờ là âm phụ đệm vô, hai môi miếm bật, pre, nâng một tông lên, pre, rồi vờ với y là v, ơ với sờ là us, previous. Rồi mình đọc lại nha, occasion, family, gathers, together, shares, stories, previous. Rồi những cái đứa mà nó quan trọng mình sẽ tô đen. Những cái đứa nó mang nghĩa của câu á thì mình sẽ tô đen, còn những cái đứa mà nó chỉ ráp vô để cho nó đúng ngữ pháp thì không cần đọc rõ ra đâu. Ted isn't, nói qua isn't nè. Ted is an occasion when the family gathers together and shares their stories in the previous year. Dài quá ha, cắt nha. Ted is an occasion, cắt chỗ này. When the family gathers together, cắt chỗ này ngưng một nhịp, shares their stories, ngưng một nhịp, in the previous year. Không phải muốn cắt là cắt đâu, cắt nó phải có thủ thuật cắt, mà để các bạn cắt được, các bạn phải biết được cái cụm danh động tính trạng. Các bạn phải biết, phải giỏi ngữ pháp thì các bạn cắt được ha. That is an occasion. Đây là when, bắt đầu một cái cụm về thời gian. Khi nào? Khi mà gia đình tụ họp lại với nhau. Rồi cái cụm and này là nó nối hai cái cụm lại với nhau. Nó nối cái cụm mà gather together với lại share their stories. Cho nên tự tin cắt chút này một cái. Rồi in the previous year là một cái cụm chỉ về thời gian, cho nên tự tin cắt trước chữ in cái. Rồi bây giờ đọc nè. Chào Hoàng nha, phát âm chán quá hả? Đi chỗ khác chơi đi bạn. Phát âm chán vô đây, chui đầu vô đây coi chi vậy? Nói chuyện có duyên quá hả? Chào Hoàng nha. Rồi, vậy thì khi mà mình gặp cái mình đã ngắt xong rồi á, thì mình sẽ ngừng một nhịp. Mình chậm lại xíu xíu thôi để cho cái câu của mình nó không có bị ngắt kiểu mà mình hụt hơi ha. Chua Hoàng ơi. Ted is an occasion when the family gathers together and shares their stories in the previous year. Dấu chấm cuối câu thì cái chữ year hạ xuống luôn ha. Xuống dốc luôn. Rồi. Rồi tiếp theo, chữ Vietnamese. Vietnamese. Vietnamese.
Ở đây nó nhấn vần vần 3 nha mọi người. Ở đây dấu nhấn nó nằm ở vần 3 đây nè. Việt, Việt, Vietnamese, Vietnamese, Vietnamese. Vietnamese, Vietnamese. Đây, đây là vần đầu tiên ha. Nó có một cái dấu nhấn phụ chỗ này, Vietnamese. Tầm cùng là âm Z ha, Vietnamese. Rồi, tiếp tục. Sentimental. 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 Là thuộc về kiểu như là có tình cảm á. Sentimental, sentimental, sentimental. Nhấn nhấn ở vần số 3 nè, man nè, vần 3 và nó có hai cái dấu, hai dấu chấm, một dấu nhấn, vậy là nó có 4 phần. Nó có 4 phần ha. Có một dấu nhấn phụ, thường mà cái từ nó dài dài nó sẽ có một cái dấu nhấn phụ. Rồi, bây giờ mình phân tích là sờ với e, âm sờ là căng căng miệng ra, căng lưỡi ra ha. Đẩy luồng hơi cổ họng không run. Âm e là hơi căng miệng luôn. Sờ với e là xe, âm n nén ép cái chõm đầu của cái mặt lưỡi á, nhưng mà ngoài đầu á, lên trên vào miệng, đẩy luồng hơi ra bằng mũi ha. Đây là âm mũi, sen, sen. Âm tờ có dấu nhún là tr, với ơ là tr, tr tr tr, center, center. M mím môi, âm e là me, thêm n là man. Nâng một tông giọng, man, do, do, o, và do, sentimental, sentimental. Rồi, tiếp theo. Giá trị, sentimental value, giá trị về mặt tinh thần. Value. Value, value. Rồi, value. Ở đây mình có một cái dấu chấm là hai vần ha. Rồi, dấu nhấn ngầm rơi vào vần đầu tiên, âm v đẩy hai răng cửa chạm môi dưới nè. V với e là ve. Âm l đẩy đầu lưỡi lên rồi ve. G với i với u, chỗ này ráp vô hai cái đứa này coi như là u. U giống như là u u á, nhưng mà nói qua liu 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 nè, value, value, value. Vietnamese, sentimental, value. Rồi, mình sẽ tô đậm những cái đứa mà quan trọng ha. For Vietnamese, Tet has a sentimental value. For Vietnamese, Tet has a sentimental value.